nữ miền Tây. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình lại tiếp tục chuyến hành trình trên ghe đó. Mình sẽ đi đến một nơi thì có một cái loại, cái này là phải là một cái con cũng rất là quen thuộc luôn đối với các cô chú, anh chị, các bạn. Thì muốn biết là nó là con gì thì một hồi các bạn cùng theo chân bốn chị em tụi mình để mà đi trải nghiệm và bắt cái con đó lên nha. Thì cũng bật mí chút xíu là con này nó có vỏ nhưng mà ăn thịt bên trong thì rất là ngọt luôn. Muốn ăn được thì phải lặn phải mò thì mới kiếm được nó nha. Rồi mình đi thôi. Đặc biệt là hôm nay là mình đi đến một nơi khác. Các bạn có thể nhìn xung quanh đó, khung cảnh rất là lạ luôn. Hai bên đó, bên đây là cồn Bình Thạnh, còn bên đây là chỗ nào bí mật không nói đâu. Rồi chút xíu sẽ bật mí nha. Còn bây giờ thì mình lên bãi bồi thôi. Đặc biệt là đi tìm con này thì phải đi vào lúc nước gồng, nước lớn là đi không có được đâu. Cho chị cái dầm nha. Cái dầm móc vô. Ba giữ nồi nước nha. Chưa gì trơn mà chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn rồi đó. Có đâu mà chuẩn bị sẵn hết rồi. Có, ở giờ này nước gồng là thế nào không có à. Chị yên tâm đi. Nước gồng là sẽ có. Con gì đây, con gì đây? Tới gì vậy? Con gì đây? Cạn không, ăn cạn đúng không? Sâu đúng không? Xin nhiều miếng vô nữa đi. Chắc chị em phải vô một tí nữa không? Mình... hết được rồi chị em ơi. Cạn rồi, cạn rồi. Rồi, mình ở đây ha. Ngăn đỡ đó đi, đó đi, phóng xuống. Không vô được nữa. Nãy giờ chắc là mọi người cũng đoán được đó là mấy chị em mình sẽ đi bắt con gì rồi đúng không? Đây nha, để mình sạc lên cho mọi người cùng xem nhé. Ủa, ở đây có một con rồi. Có gì chị? Đấy cái thân. Trời, trời nó trời rồi. Dớp dớp giùm em. Đây, những cái con hến nha, to ú ụ luôn. Ôi trời, cái bà này. Đây, hôm nay thì mấy chị em mình lên trên cái bãi này các bạn, thì ở đây là người ta ít có người lui tới lắm, cho nên nó là những cái con hến, những con dẹm thì sống ở đây rất là nhiều luôn nha. Wow, nhóc hết nha. Này chị. Mình thì xuống đây để mà đãi hến đó các bạn, còn cẩm thì chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi ở trên kia để mà vừa đãi vừa lấy vỏ hến luôn nha. Nè, đổ vô đi, em đem lên đưa cho cẩm. Đắt hơi nhiều nha. Đắt hơi nhiều. Này chịu khó gửi lại nha cẩm. Đây. Ủa, hến cái này mặt của chị ta. Ồ, hến to lắm. Wow. Hến khá là mập luôn. Ôi các bạn coi nè, hến mùa này nè. Đó, quá bự luôn. Hôm nay thì sẽ có một cái nhiệm vụ rất là cao cả luôn. Đó là đãi hến. À, cái hồ nó lại trôi rồi. Hến mùa này nó nghe mập. Ủa luôn.
kìa, nó lại dôi nữa rồi kìa. Đây, hôm nay thì mình sẽ ở trên ghe để mà có một cái nhiệm vụ rất là cao cả. Đó là đẩy hết đó những con hến bự như thế này á. Wow. Để bỏ vô trong là cái soi để mà đẩy lấy cái phần thịt ra. Đây, có thì cho vô bỏ này nha. Sôi, chưa sôi lắm nhưng mà cũng được rồi. Tôi thích nhất là cái công đoạn này nè, vừa đẩy hến mà có thêm cái nước mắm mặn kế bên ấy ha. Ăn không xong cái vừa ăn vừa đẩy á, ôi nó ngọt giả men. Rất là ngọt luôn. Sạch luôn rồi đúng không? Sạch rồi, tôi đã luộc sạch rồi. Luộc sạch. Đẩy cho chị ăn ơi. Còn ở đây làm như ít ai bắt thì sao á, hết nào nó lấy ngủ hù à. Đúng rồi, chỗ này chị người ta ít nuôi tới á. Ủa cái này. Ủa không chị? Uống lâu rồi Cắm. Dạ. Ôi nhiều dữ vậy đó hả chị? Có mấy con hến bé xíu nữa nè. Con hến bé xíu nữa chị. Cỡ này thì hến rất là to luôn nha. Hến toàn đa số là hến già. Em thấy ít ai ghé lắm á chị. Không hiểu tại sao hả? Nè, theo. Trời, cào bột gỗ luôn mà không biết nó có không nữa. Đã luôn. Rồi, nó lấy lên, nó có lửa rồi đó. Cái hai em nãy chị ba rồi mừng. Hến nhiều lắm không chị? Bãi này là nhiều hến lắm á. Ôi, chị An quá đãi hến đi, tới mức độ gãy cái gỗ luôn. Gãy luôn rồi hả? Đẩy luôn quá dữ. Em đổ vô cho Cẩm hết rồi. Quá trời rồi. Cái chỗ này hết rồi ba. Treo lên mình. Mùa xuân này tới mùa xuân xoan mà cũng như vậy hết. Cái ăn hết nhạt mát lắm á. Mát dữ lắm luôn á. Đặc biệt ăn vào buổi chiều nữa. Đúng rồi. Hến này là hến ong hay quá trời bự luôn. Ồ nó già, con hến nó già. Cái này nó nhả. Con xinh hả Cẩm? Chưa sôi lắm á. Để vô ít muối trong nước, châm nước nha. Nhiều quá, nhiều thứ em quá. Nhiều ghê hả chị? Cái này bán cũng mua tiền không á. Này ngoài chợ người ta bán có giá mắc không ta? Hả? Này ngoài chợ người ta bán có giá nè. Đưa cho Cẩm đây. Đang gì vậy đây? Ba nữa kìa. Bỏ nhiều luôn. Rửa lại. Rửa nữa chị. Hến mùa này già ghê á. Chưa chị, em đợi em lụm mấy con. Trời ơi, con hến này nó to đùng luôn nè. Những hến mà tưởng nó con trai không.
Tại vì nước nó chị nó nhẹ. Trời ơi. Dạ nhìn em nè, chất nguyên cục sình. Chị cái chân em. Quên, chị xúc sình. Xúc cái chân hả? Lùng lùng dưới bụng á chị. Đúng rồi. Cái bụng. Trời ước gì mà em dính được cái con cá chặt cái này. Cái đem lên kho nghệ nó liền. Kho nghệ. Con một thôi đem lên kho nghệ nó liền. Xịnh quá à. Vỏ cũng nhiều nữa. Rồi cái thao đâu vậy? Cái thao đâu? Trời Phật ơi sao bá trôi nữa rồi. Đi lấy nữa. Chị An nè. Chị An đã gãy gỗ luôn. Đây, nãy giờ có đãi được nguyên con nào chưa cẩm? Nãy giờ nó nước nó hồng chưa nóng hùng á. Chưa nóng hùng à. Có mở không vớt vớt lên coi thử à. Ui nó mới có hé à. Còn nè. Nó dĩ với cái chân em á. Nữa hả? Nữa hả chị? Có chứ, có chứ. Ở trên nào? Chỗ này nè. Đợi, để em ra chơi với. Bên mép bên phải á. Bên phải. Đây nè. Chân cái chân quá. Đúng rồi, cái chân giò em á. Chưa. Chưa. Còn hút cái giò em luôn nha. Dưới cái giò. Dưới. Xuống nữa, sao một xíu mới được. Rồi em dẫn. Rồi gãy mẹ cái cổ luôn. Ê, còn gỡ em hứng vô. Coi chừng nó nhảy, coi chừng con cá chập á. Gãy gỗ rồi. Có không trời? Có hả? Chị giúp nó ra mới được. Chị đừng làm thất giả nha chị. Đổ bước quả rổ em nè. Nó gãy cái gỗ rồi. Thấy gì đâu. Ui. Một đống sình luôn. Đó. Nó nhoi dưới giò chị á. Rồi, đi luôn cái gỗ. Ta chỉ hút tới đâu thôi. Cái gỗ yếu quá. Này, bây giờ mình cùng hồi hộp chờ đón xem thử là trong cái mẻ này nó có con cá nào hay không nha. Đến một con cá chạch. Tại chị ba mất học học không sâu thôi. Chứ nó có. Nó lúc nữa. Một đống sình luôn. Chạy chị nè. Đúng rồi. Chứ không có bắt gì ăn đâu. Thịt luôn. Bắt không? Cái này biết gì không? Ta phải ngâm nước cơm dơ. Đúng rồi. Chị ngâm ớt. Ngâm ớt vô. Tại mình đói quá. Mà tại mình là bắt mình ăn liền. Nhỏ thả đi. Mình bắt hến già thôi, hến lão thôi. Rồi xong rồi đó. Có cái vỏ hến. Vỏ hến nhóc chưa? Bà chết nhóc chưa nha. Đứng lên đụng. Đi lụm
Thôi ăn hến nữa mà nhìn chán sao. Đó. Yeah. Yeah. Cho vô luôn nha. Ơi. Có cần thêm nữa không? Thêm nữa lên chảnh lụm chém chém. Chống lụm tình yêu chảnh mẹ nhiều chém chém. Nước nó đen nè bòi. Ở dưới bụi chắc quậy dữ lắm ha. Cái máy đen gì nè. Cũng đâu quậy dữ lắm đâu. Trời, cái gỗ hả? Gỗ, cái gỗ luôn. Ôi, cái này, sao một hồi để hết về cái gỗ nó không còn là cái gỗ. Các bạn ơi, hồi tán thì mình tận gỗ là ba cái gỗ nguyên vẹn như thế này đem đi nha. Nhưng mà ba tay hai bà chị chị ba cũng khá là mạnh bạo nên là cũng chắc cho hết không ngủ luôn. Dạ chị đâu phải tại vì chị em kêu bắt con cá chạch thì là tại bởi tất cả đều là lý do không tại vì nhà lộn á cho nên là chị chọc cái này sọt chi đi gì đó. Chị ơi thay vì á chị làm cái sọt phơm này về làm cái sọt không được rồi vừa tốn tiền mua sọt vừa tốn tiền mua gỗ không nè. Còn chị là biết chị hao không chị muốn úp chén chị phải đưa hết cái giọng đây bột như dây đây đây đó úp cái chén lên thôi giống như ngày xưa mình cầm cái nhỏ đi chợ như nè. Đây là nồi nước Sigula. Đây. Sữa hộp gà. Hến rất là bự sexy luôn. Nhờ mọi người nhặn đất vô bóc hết ở dưới lên như vậy đó. Rồi nó dính cả hến với đất luôn nên là nhìn nó hơi dơ nha. Mò từ con nó lâu lắm. Nên là chịu khó xíu để em rửa lại cho chứ không sao hết trơn á. Nhưng mà nhìn khúc này thì nó hơi dơ. Thường ác không? Ôi hến nè, còn mùa này hến mập ghê luôn chị. Cái này nó hơi đen nha các bạn, các bạn thông cảm nha. Tại vì mới bắt lên liền á, chút cái mình rửa lại đó chân. Với lại mò đủ chị An với Ngân với lại chị ba mò đủ tô canh nè. Nên là bắt đúng tô canh hoặc là tô chảo cá kho thôi rồi. Chứ không có bắt hơn. Là để leo qua cái máy tròn. Chứ thường là bự á, mình vớt một lần là nhiều lắm. Chứ không phải là hết rồi, không có để mò nữa. Hôm nay mình làm món gì hả Trang ơi? Bí đao nhà mình là bí đao dài nè. Chị nấu tôm khô đây à. Hôm nay là chị em có đem theo mớ tôm khô để nấu bí đao. Đó quá tuyệt vời luôn. Này là sơ cua là lỡ không có. Không có hến. Không có chưa gì xuống em bắt nồi nước lên trước rồi. Là biết khi nào không có à. Dạ đây, đây là thành quả của ngày hôm nay nha. Trời ơi, một đống hến. Bầm bầm tỏi cho em đi chị. Để em kho, hến mình sẽ kho sợ ớt ha. Còn chị An thì nấu canh gì chị An? Nấu canh bí đao dài. Canh bí đao gì? Bí đao dài. Bí đao dài với tôm khô. Là thông thường là bí đao của mình là bí đao tròn đúng không? Dạ. Ổng này là bí đao nhà mình nó lạ hơn. Nó đột biến, nó dài tròn luôn. Thay vì bí đao nó bọt gì, bí đao này nó bọt dưới đất. Mát lắm á. Wow. Thơm quá. Có hành không ta? Mình không, nhưng mình không có hành. Có củ hành. Có tiêu. Có tiêu kìa. Hắn ăn xong là bỏ vô đây luôn nha. Xong rồi. Lấy nữa mình bỏ xả vô luôn được không? Nấu canh bỏ xả tạm cái gì? Cái gì ngăn? Không gì có hành. Gì ngăn? Thôi không có hành. Tiêu được rồi. Ngăn làm mình hết hồn quậy ngăn. Đừng cảm, đừng kỳ thị ngay như vậy. Bỏ xả vô luôn đi. Em xem kỳ thị với em. Chút đi. Sao vậy? Sao kỳ thị hoài vậy? Mình chung nhã nhau mà. Nhưng mà món đó tôi ăn không được. Chẳng hạn như cà phê với cái hàng sầu á. Sao sao mà mình bị bạn kỳ thị hoài bạn. Đi ra. Ôi, hến nó mập nè chị ba. Mập hơn chị nữa. Mập hơn em luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Quá ngon luôn. À, các cô chú anh chị các bạn ơi, ngày hôm nay thì mấy chị em mình có một cái buổi trải nghiệm cũng rất là vui luôn. Thì có cái món là hến nè, với lại một ít tôm khô mình khô quẹt, và thêm đó nữa là canh tôm khô với lại bí đao rất là ngon và hấp dẫn luôn. Xin mời tất cả các cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức nha. Mời mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cô già Trang canh trước mới được. Hấp dẫn quá đi. Ôi chén cơm này hấp. Ăn nãy giờ là đẩy mệt, giờ là ăn ngon. Ngon quá. Bí đao ngọt. Ngon không chị?
Em phải không? Cái mùi bí đao nó khác vậy? Nó khác bí đao leo vàng nha. Mùi thơm hơn. Nghe chọn thế nào? Cái vị nó cũng khác hơn nữa. Nếu như mà nấu canh thì chị thích bí đao kia hơn. Còn nếu như mà mình muốn nấu nước thì chị thấy bí đao này uống đi không? Nó nước ngọt hơn. Ngọt hơn. Nó thơm hơn. Em ăn hến nha. Ăn hến đi chị ơi. Những con hến mập mạp. Hến em kho nha mọi người. Trời ơi, xay đắp cũng được. Ngon quá. Ngon lắm. Ngon. Hến này mập quá. Mời để nữa hả? Vừa đẩy ghé. Nước rồng thì nó vậy đó. Nước lớn á. Đẩy thì lúc đầu. Nước rồng thì phải đẩy ghe. Chọn nào? Nước lớn lúc đầu. Thích nước lớn hơn. Bạn tắm thông luôn cái gì? Đúng rồi. Nước nào cũng tắm được chứ. Công nhận hến mùa này mập mạp lắm. Mập. Mập là thịt chắc luôn. Ngọt ha. Mình đang hết chơi. Ngon quá à. Nhìn bí đao đi mắt lắm. Lâu lắm mà không ăn hến. Hến ngon quá. Không xả. Thề khô chút xíu nữa ngon. Nước khô nữa hả? Cho nó khác khác một chút quá. Tại cái vị thơm. Tại nãy gì chị ba kia nhắc xuống đó. Khác khác một chút cho các chị. Mình còn lửa tan thì mình để lên tiếp. Để à. Tại kia nhắc xuống em nhắc luôn. Ngon quá à. Bí đao này ăn lạ quá ha. Cái mùi nó cũng lạ lắm. Được chị. Ngon. Em cảm nhận cái bí đao giống cái bí đao là mứt hơn á. Ừ. Giống mứt bí đao. Cái bí đao này cũng nhưng mà đúng sức của nó là cái trái bự lắm. Nhưng mà nó chưa đủ sức rồi. Chưa đủ sức. Mình bí đẹp. Để cho nó già nó thiệt là bự luôn á. Nhà nấu nước bí đao cũng ngon. Nấu với lan hắn quả thơm. Cục địa, lan hắn quả. Đường phèn. Bốc khói luôn. Uống bao mát luôn. Thấy mình cãi được. Nó mình cãi được không? Cũng được mà, nếu như thích. Ngon quá. Được ăn cơm là sung sướng nhất. Hết ngon. Những con hến ăn cơm cảm thấy ngon không? Đâu? Ngon, ơi được không? Nó bụng trong tay. Đúng rồi. Rốt cuộc. Hến ngon quá. Đi đâu cũng ngon. Lúc nào mình đi mình cũng mang theo đồ ăn. Sợ hiếu. Bí đao mềm. Bí đao mềm hay mềm? Thấm nó ngọt. Thấm nó ngọt ngay nè. Hồi lúc đóng cái ghe cái gì vậy em mà không nghĩ ra là sẽ ngồi 4 người ha. Nó hơi cập ha. Thêm chị Dung nữa thì chọc đó. Mình phải leo lên mình ngồi. Mà vui. Ngồi mà kiên chút ăn mới ngon. Hồi trước có ai có ý định ngồi trên đó đó. Dung á. Chị Dung phải không? Ừ. Ngồi trên. Ngã xỉu xỉu luôn á. Nếu mà dạ. Nếu mà sống không đánh á thì ngồi được. Ngồi trên đó mình cân bằng lắm. Ngồi trên đó mà ăn lẩu là thôi rồi. Trên đó là phải bỏ vô cù lao á. Chứ ăn lẩu sao được. Cù lao cũng được. Nó lắc đổ. Dạ, thì sau một ngày bốn chị em tụi mình đi trải nghiệm thì về có một bữa cơm rất là ngon trên ghe luôn các bạn ơi. Nếu mà các bạn thích thì nhớ like, đăng ký để ủng hộ nha. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.